Vâng, cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với phiên buổi trưa ngày hôm nay của cửa hàng em Thành. Phiên buổi trưa ngày hôm nay, cửa hàng em Thành tiếp tục bóc những cái lô mới, lô đẹp, lô chất lượng nhất và muốn lên và dành tặng cho các bác. Rất nhiều cái sản phẩm đẹp từ những cái dòng 3 lỗ, 2 lỗ, chơi chuông vòng, bính bom, rồi những cái dòng vai bò, những chiếc đồng hồ để bàn luxury đẳng cấp nhất các bác ạ. Vâng, thì rất cảm ơn những các bác những ngày qua đã ủng hộ bên cửa hàng em Thành. Và lời cảm ơn bên cửa hàng em Thành rất chân thành các bác ạ. Rất cảm ơn các bác. Và đầu phiên nay thì em vẫn xin có đôi lời. Thì cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu có địa chỉ là 244 Định Công Hoàng Mai Hà Nội. Và số điện thoại của cửa hàng em Thành là 2 số 0367 386 796. Và số điện thoại 0963 476 369 các bác nhé. Vâng, thì đầu tiên em xin giới thiệu cho các bác nghe qua một chiếc đồng hồ Angelus các bác nhé. Chơi ba bản nhạc trước khi em nó rời khỏi cửa hàng em Thành các bác. Đấy, thì chiều có bác hẹn thì sẽ qua cửa hàng em Thành và đưa em đấy về ngôi nhà mới. Thì các bác nào mà yêu thích thì vẫn còn cơ hội các bác nhanh tay các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt sớm các bác, chốt sớm thì vẫn còn cơ hội. Đến chiều cơ mà các bác, đến chiều anh thợ mới qua. Chơi ba bản nhạc các bạn, chơi ba bản nhạc. Một chiếc đồng hồ Angelus. Đây các bác, ba bản nhạc nó đây các bạn. Một bản là bản Wellington, một bản là Angelus, còn một bản là Colochen de Phanh này các bạn này. Chắc là một bản gì đó của người Pháp các bạn. Rất là hay, một cái âm thanh cực kỳ mà sao lắng các bác, cực kỳ nghe cuốn. Chơi củ côn là củ côn London, một trong cái dòng củ côn hay nhất mà còn chơi 10 thanh côn đồng nữa các bạn. Thì cái độ ngân nga của nó thì không thể bàn cãi nữa. Thùng thì khá là đẹp, thùng thiết kế thùng 4 bông. Bên trên đỉnh là một chiếc họa tiết hoa tây rất là đẹp. Trên thì có quả maca, hai bên thì có những cái quả nho. Vâng, thùng rất là đẹp đúng không các bác? Các bác nhìn một lượt, thùng rất là đẹp, thùng 4 bông. Đây là thiết kế họa tiết đục chạm. Người Tây đục chạm rất là tinh tế các bạn. Những cái quả lê, những cái quả maca, những cái chùm nho, những cái họa tiết hoa lá. Nhìn rất là sinh động các bác, nhìn rất là sinh động và đẹp. Chạm khắc thì cực kỳ tinh tế. Đây, những cái viền thùng rất là đẹp các bạn. Kính là kính hình quả chuông, được người ta mài. Dòng đặc trưng của dòng Angelus mài rất là to các bạn, rất là đẹp. Đấy, các bạn nào quan tâm cái sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho em thì các bạn nhé. Vâng, cái sản phẩm tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ hai lỗ chơi bính bong. Đấy, hai lỗ chơi bính bong của thương hiệu Jizung Han các bác, một trong những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của người
cực kỳ nổi tiếng người Đức các bạn. Vâng, một sản phẩm rất là đẹp đến từ thương hiệu Junghan các bạn nhé, Di Junghan, một trong cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng người Đức. Đấy. Cái tuổi đời của những chiếc đồng hồ này đều rơi vào khoảng trên dưới 100 năm rồi các bác, trên dưới 100 năm rồi. Hai nỗ chơi bính bong các bác nhé, hai nỗ chơi bính bong, gỗ là gỗ sồi vàng các bác, gỗ sồi vàng rất là đẹp, kính kính mo cong, kính dưới là kính mài các bác nhé, kính mài nhìn rất là đẹp. Đấy. Âm thanh rất là hay các bác, âm thanh rất là hay. Những cái sản phẩm nhỏ gọn đẹp như thế này thì dành cho các bác nào nhà có ở nhà chung cư hay những chiếc chung cư mini nhé các bác nhé, hoặc những cái nơi làm việc các bạn, nơi làm việc thì rất để những chiếc đồng hồ này rất là hợp lý mà lại đẹp các bác, nhỏ gọn. Đấy. Chiếc đồng hồ Di Junghan các bạn. Đây. Mặt của nó các bác nhé, mặt thì đã có chút màu thời gian rồi các bác, không thể tránh khỏi. Nó tuổi đời nó trên 100 năm mà, đúng không các bác, trên 100 năm. Đến người còn già, nói gì đến chiếc đồng hồ đúng không các bác. Quả lắc đây các bác, quả lắc rất đẹp, vàng, ánh tia. Chơi với 3 thanh côn đồng, đánh rất là hay này các bác này. Đánh ngược luôn này các bác này. Người ta thiết kế rất là hay. Hơi chặt các bạn, hơi chặt thì các bác nào quan tâm cái bộ máy bên trong của nó thì em sẽ không bỏ được máy. Giới thiệu cho các bác, sẽ chụp ảnh gửi cho bác sau các bác nhé. Thương hiệu Junghan này các bác, một trong thương hiệu cực kỳ nổi tiếng người Đức. Sẽ đo kích thước cho các bác. Ba tám nhân 30 các bác nhé. Vâng, cái sản phẩm này giao lưu cho các bác một cái mức giá cực kỳ tốt, 2,9 triệu các bác nhé. 2,9 triệu chiếc đồng hồ Di Junghan. Đẹp như thế này các bác, rất là đẹp, xuất sắc các bác. Vâng, đến với siêu phẩm ngày hôm nay các bác. Siêu phẩm một chiếc đồng hồ thương hiệu xuất xứ từ Pháp các bác. Thương hiệu xuất xứ từ Pháp các bác. Thiết kế thì khá là đẹp, gỗ là gỗ sồi vàng các bác nhé. Vân gỗ này các bác này, những cái vân này, những cái vết, những cái vân này rất là đẹp. Phía dưới đây các bác đẹp chưa các bác, rất là xuất sắc luôn, người ta thiết kế khá là xuất sắc các bác, khá là đẹp. Phía dưới đây kính mài đây các bác, phía dưới kính mài, quả lắc vàng ươm các bác. Kính trên là kính mo cong các bác nhá, kính trên là kính mo cong. Mặt các bác nhìn này, khi ánh đèn nó dọi vào các bác này. Đấy, có những cái số sáng, số tối, số sáng, số tối rất là đẹp. Đây, mặt bên trong này các bác nhé. Ánh tia này các bạn. Xuất sắc chưa? Đây, cái đặc biệt của nó đây các bác nhé. Con này tháo được luôn các bạn. Tháo được. Đấy, tháo phụ kiện ra để cho các bác dễ dàng lấy các bác nhé. Tháo được cả kính này các bạn này. Rất tiện lợi luôn. Quả lắc đây, xuất sắc. Bên trong có một cái gương này các bạn này, tạo thêm một cái nét đẹp nữa khi quả lắc giao thoa cũng như là hình ảnh nó rọi chiếu vào bác đền vào thì rất là đẹp. Cái đặc biệt của con này các bạn nhé là chơi 8 côn 8 búa, chơi bản nhạc Westminster, chơi 8 thanh côn đồng các bạn.
cái dòng bình thường thì các bác xem nó chỉ rơi vào khoảng 5 côn thôi, nhưng cái sản phẩm này đặc biệt của nó là cái dòng 8 côn luôn nhá, dòng 8 côn 8 búa đấy các bạn ạ. Dòng rất đẳng cấp luôn. Chuông hay không ạ? Chuông rất là hay luôn, không kém những cái chiếc thùng dài, thùng bè luôn các bạn. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó có võ các bác. Tuy nó nhỏ thôi mà nó có rất là nhiều võ luôn các bác. Rất là hay, chuông cực kỳ ngân nga. Chơi 8 con đồng. Em sẽ mở máy cho bác xem đây là thương hiệu gì các bác nhá. Mà chuông lại hay như thế. Đây máy đây các bác ơi. Đây là chiếc đồng hồ mau thơ rồi. Đấy, một chiếc đồng hồ mau thơ các nhá. À đâu, con này khả năng con phông Toroi các bạn ạ. Con phông Toroi, tại vì em thấy hãng phông hay thiết kế cái họa tiết như thế này thì em nghĩ khả năng là phông Toroi. Chuông rất là hay, xuất sắc các bạn. Máy này các bạn này, máy xuất sắc chưa các bạn? Máy vàng ươm các bạn nhá. Máy vàng ươm chơi 8 anh côn đồng đúng không? 8 anh côn đồng xanh nét cơ. Đấy, 8 anh côn đồng đúng không nhá. Đẹp leng keng luôn. Ok các bác nhá. Rất là hay, người Tây thiết kế khá là cầu kỳ các bạn. Tháo kính ra cho bác dễ dàng lắp quả lắc cũng như chỉnh. Rất là tiện lợi luôn, rất là hay. Quá đẹp luôn. Xuất sắc đó nhé. Một chiếc đồng hồ khá độc, khá dị đấy các bác. Xin đo kích thước. Kích thước 40 thôi nhé. 40 x 32. Các bạn. Đấy, thùng thiếc này rất là đẹp luôn. Đấy, cái sản phẩm này các bác nào quan tâm thì alo cho em các nhá. Alo cho em sẽ báo cho các bác một cái giá tốt thôi. Một chiếc đồng hồ phông Toroi rất là đẹp. Vâng, sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ kiểu dáng lâu đài các bác nhá. Kiểu dáng lâu đài xuất sắc các bác ơi. Lần đầu tiên thấy một chiếc đồng hồ nó lại xuất sắc như này các bác. Đẹp leng keng luôn các bạn. Không chê đâu được các bạn. Như một chiếc lâu đài thu nhỏ luôn các bạn. Bên trên là ba con tiện này các bạn này. Đây như kiểu cái mái lâu đài các bạn nhá, cái mái lâu đài. Đây, những cái xẻ quạt này các bạn này, nhìn rất đẹp. Phía dưới đây
một cái họa tiết đồng, hai bên là cái hai cái nhị hoa các nhá, nhị hoa rất là đẹp, gỗ này các bạn, gỗ sồi già các nhá, gỗ sồi già đấy các bạn. Các anh nhìn này, những cái màu sơn zin nó này các bạn này, bóng nhẫy luôn các anh nhá, rất là bóng, rất là đẹp luôn. Con này về thì khá là xuất sắc đấy các bạn, hai bên hai chiếc cột song tiện này các bạn này, bốn góc là bốn cái họa tiết đồng. Đấy. Phía dưới là vân này, vân kiểu vân vân viết này, phía dưới những cái họa tiết đồng này rất là xuất sắc. Kính kính mài các nhá, kính mài này các bạn này, kính mài. Con này mở khá là cổ đấy các bạn, con này ít phải trên 150 năm rồi. Mở lên rất là hay. Mặt đây, mặt men ngà các nhá, mặt men ngà này các bác. Hai lỗ. Những cái dòng mặt men này thì cực kỳ bền các bạn. Chỉ có đập mới vỡ thôi, chỉ có đập mới hỏng thôi các bạn. Này, người ta gài những cái thanh kim này rồi. Thời cái xưa đấy các bạn. Rất là hay. Mở đây các bạn. Rất là hay các bạn. Đây cũng là tem tiếc này mà. Tem in trên vỏ các nhá, vỏ thùng. Úi sổ vào. Các bạn có biết máy gì đấy không ạ? Máy gì ngôi sao các nhá. Máy nắp kê đấy các bạn. Chơi chung vòng các bạn, 3 phút điểm chung một lần. Đây, quả lắc đây các bạn. Máy nắp kê vàng các bạn, máy nắp kê, máy rất là đẹp của hãng Di Dung Han, một trong cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Máy nắp kê vàng Di ngôi sao. Các bạn xem lại sáng một lần nữa các bạn này. Đẹp cơ. Nó nét căng luôn các bạn. Ok, đo kích thước cho các bạn. 43 các bạn nhá. 26. 43 x 26 bạn. Này con mã số 3. Con này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá cực tốt. 4,2 triệu một chiếc đồng hồ. Vâng, một chiếc đồng hồ quá là xuất sắc. Một chiếc đồng hồ kiểu dáng lâu đài các bác nhá, lâu đài người Pháp các bác. Cổ xưa, cổ kính, hiện đại, đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo các bác. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ vai bò các bác nhá. Một chiếc đồng hồ vai bò. Thiết kế thì khá đẹp các bạn, hai bên là cái hai cái họa tiết hoa là tây, gỗ này các bác này. Sơn zin nhìn nó bóng bẩy, nhìn rất là đẹp. Kính kính mo cong, vành viền viền đồng. Bên trong là mặt số lồi, số La Mã các nhá. Số La Mã, số lồi. Bên trên này. Bác đẹp chưa? Hơi hơi có một chút vết xước đây rồi các bạn, một chút vết xước đây. Có lỗi gì là em báo luôn cho các bác. Bác máy móc đây các bác. Máy đẹp các bác nhá. Chơi với 5 thanh côn đồng các bác. Test thử xem nó đánh chuông chưa.
Vâng, nó hơi khô dầu bác nhá. Này khá đẹp đấy bác ạ. Kích thước 20 bác nhá. 20 x 59 bác ạ. Mã số 4 ngót, con này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu cho hồ vai bò. Giá cực tốt luôn. Đây, một chiếc đồng hồ vai bò tiếp theo anh nhá. Hôm qua các bác nào có một chiếc đồng hồ vai bò họa tiết đồng như thế này khá đẹp, nhiều các bác hỏi mà đã về tay một bác khách ở nội thành Hà Nội các bác. Trời mưa gió nhưng bác vẫn sang cửa hàng em để xem để chốt các bác. Hôm nay Hà Nội thì giờ đêm nay thì mưa khá là to, đêm hôm qua mưa khá là to đấy các bác. Đây, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục bóc ra một chiếc đồng hồ vai bò họa tiết đồng khá là xuất sắc, kiểu dáng là kiểu dáng uốn lượn các bác này, bên trên này nhìn rất là đẹp, hai bên người ta thiết kế này rất là đặc sắc luôn các bác. Tính kính mo cong quá nhá. Đây, mặt số này, mặt số lồ vàng đẹp, hai nền, mặt hai nền lâu trắng quá nhá, lâu trắng. Lắp liếc vàng ươm luôn. Máy này ui sổ, máy U-Gót này các bác này. Các nhìn này, dòng máy tụt cây đây các bác, máy U-Gót. Ui sời, máy xuất sắc luôn các bác. Con này điểm ảnh hay lắm. Đây, nó bị kẹt các bạn ạ. Giờ em sẽ quay lại cho bác nghe lại âm thanh của chiếc đồng hồ gót các bác nhá. Rất là hay các bạn ạ. Đấy các bạn, nghe cực kỳ hay luôn các bạn, âm thanh xuất sắc. Dáng đẹp, âm hay, máy đẹp các bác. Không chơi con này chơi con nào các bác. Trước 23 các bác nhá. Nhân 66. 23 nhân 66 các bác ạ. Mã số 5. Con này ngày hôm nay giao lưu cho bác 3,6 triệu bác nhé, 3,6 triệu chiếc đồng hồ U-Gót, máy đẹp, cùng đẹp như thế này các bác, hết chê luôn. Đây,
Tiếp theo em xin lên cho các bác một chiếc đồng hồ hai lỗ nhá, một chiếc đồng hồ hai lỗ, kính nhà thờ, kính cửa nhà thờ các bác. Con này thì xuất sắc, gỗ sồi vàng các bác nhá, gỗ sồi vàng nặng lắm các bạn, nhấc lên nặng lắm. Bên trên đây một chiếc màu vinh quang các bác nhá, một chiếc màu vinh quang mặt đây, kính dưới kính rào, cánh cửa các bác nhá, kiểu dáng hình cánh cửa nhà thờ đây, các bác nhìn những cái thanh nệp vàng ươm các bác ạ, như mới xuất xưởng các bác, kính mài khá đẹp đấy các bác. Úi xổ ơi, mặt này các bác này, mặt hoàn hảo luôn, quả lắp xuất sắc. Con này cót tháng các bác nhá, cót tháng. Con này lên cót chạy một tháng luôn các bác, chơi chung vòng đây. Đấy, 30 phút điểm chuông một lần. Đây, cót tháng các bác. London này các bác này. London. Team Cholo London các bác. Xin đo kích thước. Kích thước 66 30 nhân 30 các bác nhé, 66 nhân 30 mã số 6. Con này ngày hôm nay giao lưu cho bác một cái mức giá cực tốt, 2,3 triệu các bác nhé, 2,3 triệu ạ, giá khá là tốt đấy các bác, đẹp, con này xuất sắc đấy các bác, các bác nhìn này, hoàn hảo luôn. Vâng, tiếp theo em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhé, một chiếc đồng hồ Verdes rất là đẹp luôn. Này các bác nhìn này, vân này, vân da rắn này các bác này. Đấy, kính dưới kính trắng thủy các bác nhá, kính trắng thủy vàng và bạc các bác. Mặt kính trên là kính mo cong. Phía bên trong đây các bác. Mặt số là mặt số nổi kim loại, chân cài vàng chanh các bác nhá. Quả lắc hai lòng. Mặt là mặt quay. Thiết kế là kiểu dáng mặt quay chảo các nhá. Ok, nhấp máy cho bác xem. Đây các bác, máy xuất sắc các bác. Máy đời máy 37. Cái đặc biệt của cái sản phẩm này, đây các bác nhá, đặc biệt này là con này có chế độ ngắt chuông tự động các bác. Có chế độ ngắt chuông tự động. Đây là đang bật cả ngày này các bác này. Các bác gạt xuống đây là ngắt chuông từ khoảng 9 giờ tối cho đến 7 giờ sáng. Còn đây là không cho là đánh chuông nữa các bác, không cho là đánh chuông nữa, thì là các bác gạt xuống đây. Đấy, là ngắt chuông cả ngày luôn các bác. Đấy, mặt số thì rất là xuất sắc các bác, mặt rất là đẹp. Côn đây các bác, chơi của côn chữ T với 8 thanh côn thép xanh nét con bọ lẹt luôn. Em sẽ nhấc vào và thử tết chuông xem nó đánh chưa các bác. Thùng con này khá là đẹp đấy, thùng ngặt mũi máy móc rồi côn, coi như là con này là hoàn hảo rồi. Con này khả năng khô dầu ạ. Này khô dầu rồi các bác nhá, con này khô dầu rồi. Em sẽ nắp xuống và đo kích thước cho các bác. Thùng rất là đẹp luôn. Thùng thiết kế kiểu dáng cánh bướm các bác nhá, vân gỗ này, vân gỗ lu này các bác. Hoàn hảo các bác. Bên trên có thêm cái họa tiết đồng này các bác. Kích thước 55x40, con mã số 7 con này. Các bác nào quan tâm thì alo cho em, sẽ báo giá các bác cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ Zuza này các bác này.
một chiếc đồng hồ du gia khá là đẹp, thùng khá là đẹp đây các bác, thùng hai bông, kính trắng thủy họa tiết hoa lá tây, đấy, gỗ sồi vàng, nhìn rất là đẹp, hai bên hai quả mắc ca, mặt bát giác lằn, mặt bên trong xuất sắc, không có điểm chê, các bạn. Quả lắc đây, chrome, đây, nhấc máy các bác xem. Đây các bác, máy xuất sắc các bác nhá, máy vàng ươm, ốc át đây đầy đủ. Ok, côn này các bác, lắp vào tiết chuông cho các bác. Đây các bác, nhiều khi cứ lắp vào tiết chuông rất mất thời gian các bác. Tại vì những cái dòng này về có con đánh được con không các bác, nhiều khi ít dầu nên là rất nhiều khi rất sợ mất thời gian các bác. Chuông khá là hay các bác. Ok các bác nhá, chuông rất là hay. Sẽ đo kích thước cho các bác. Kích thước 53 nhân 42, 53 nhân 42. Cái mát số 8, con này giao lưu với các bác 3,7 triệu các nhá. 3,7 triệu trên đồng hồ du gia, âm hay, thùng đẹp, mặt đẹp như thế này. Ở đây các bác ơi, tiếp theo sang đi với các bác một chiếc đồng hồ Verdes này con này. Con này thì ngày hôm nay báo giá tốt cho các bác, tại vì con này thì có một bác khách, các bác ấy đặt bên em, nhưng mà do cuối tháng bác không hiểu sao bác bảo là để lại bán cho các bác khác, tại vì bác ấy không đủ kinh tế các bác. Ngày hôm nay thì nói chung là trừ tiền dầu của bác đi thì bên em sẽ báo cho bác một cái giá cực tốt các bác nhá. Thiết kế thùng 4 bông, thiết kế kính dưới là kính tráng thủy các bác nhá, bên trên mặt bát giác, thùng gỗ sồi già, mặt thì xuất sắc đây các bác, chơi côn đồng các bác nhá, chơi 8 thanh côn đồng các bác, một trong cái dòng côn cực kỳ hiếm của thương hiệu Verdes đấy các bác. Nó thường nằm ở những cái dòng bướm vàng các bác. Đây có tem kỹ thuật đây các bác, quả lắc đẹp, côn đồng đấy các bác, khó gặp lắm các bác. Máy này, máy vàng đấy các bác nhá, máy vàng ươm luôn, đẹp lép kem. Ok, sáu mươi tám nhân với 32 mã số 9 này giao lưu cho bác 4,5 triệu bao dầu các nhá, 4,5 triệu. Đấy, giá cực tốt luôn. Vâng, tiếp theo thì em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ, con này là con Verdes côn 57 rồi, con em nhìn sơ qua là côn Verdes côn 57 đấy, thùng gỗ sồi, kính rào 3 mảnh, kính bên trên này kính cong, mặt thì xuất sắc, mặt đẹp luôn đó nhé, mặt đẹp xuất sắc, quả lắc hài lòng. Máy này, máy hoàn hảo các nhá, máy hoàn hảo, côn đây, chơi của côn lòng máng, 18 thanh côn thép, côn này côn dài 57 cm các nhá, 57 cm, âm thanh của nó thì không thể bàn cãi rồi, âm thanh rất là hay luôn cái dòng này. Đấy, em thì cũng đã thử cho bác nghe rất nhiều cái dòng côn 57 rồi, con nào nó cũng hay các bạn, con nào cũng xuất sắc.
kích thước 70 x 33. Con này có mã số 10. Con này giao lưu cho bác 3,5 triệu. Đấy. Cực kỳ rẻ luôn. Đến với cửa hàng em Thành thì bên em bao giá thị trường luôn các bạn. Giá cực rẻ, cực tốt. Ở đây, ngày hôm nay bên em lại về tặng thêm một chiếc MF nữa này các bạn này. Một chiếc MF dành cho bác nào, dành cho các bác, những bác thợ, những bác nào mà thích chơi những cái bản siêu tầm, kiểu những cái bản thánh ca Antiland, hay còn được gọi là bản nhạc xanh tơ chiêng các bác nhá. Kính dài mai quy này các bác này, kính dài mai quy, những thanh nẹt này, mặt bát giác này. Con này thì nó bị nứt kính đây rồi các bác nhá, khi các bác mua em sẽ thay các bác cái kính khác vào. Đây, quả lắc xuất sắc. Mặt con này thì hoàn hảo luôn các bác, mặt hoàn hảo. Đây, máy móc đẹp cũng nhá, máy móc đẹp. Dành cho bác nào thích nhà có xô lô đô, rồi gai cai ni lông, bướm vàng, Westminster, xô lô đô, rồi Ave Maria, thì chắc chắn không thể thiếu cái bản thánh ca Antiland rồi các bạn. Rất là đẹp. Côn 2, củ côn vàng ươm các bạn. Đo kích thước cho các bạn. 72 thôi nhá. 35 x 35, 72 x 35. Con mã số 11, con này giao lưu cho bác 6,3 triệu bác, 6,3 triệu cho đồng hồ MF. Bình thường ngoài thị trường các bác nhá, bán giá thợ nó rơi vào khoảng 6,5, 6,7 rồi đấy các bác. Đây, đây là bên em đang nhập được giá tốt thì bán cho bác giá tốt đấy các bạn. Vâng, tiếp theo thì lên cho bác một chiếc đồng hồ 2 lỗ nhá. Một chiếc đồng hồ 2 lỗ bình vuông. Khá đẹp. Kính trên là mặt mặt 20. Kính dưới là kính phẳng thôi nhá, kính phẳng. Màu khá đẹp, bình vuông, chơi bình vuông. Như một chiếc tủ luôn bác, như một chiếc hộp luôn. Một cái dương kho báu các bạn. Đây, mặt xuất sắc cho bác. Chơi bính bong này bác. Chơi bính bong này bác. Máy ui sổ, máy dị cho này các bạn. Các bác biết đây cái dòng máy hãng gì bác thể comment phía dưới các bác nhá. Máy khá là dị đây các bác. Quả lắc đây. Đây, lắp vào cho các bác. Khóa kiếc đầy đủ đúng không ạ? 50 x 30 các bác. Con này mã số 13 bác, con này giao lưu cho bác 2,2 triệu bác, 2,2 triệu anh nhá. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ 2 lỗ nhá, thùng dài thùng đẹp luôn anh bác, thùng dài thùng to luôn. Kính rào cửa nhà thờ, rào với 5 mảnh, phía bên trên là mặt mặt 20, bên trên thì đỉnh có một cái họa tiết hoa nạp tây, hai bên là những cái bó chỉ dọc cánh thùng, gỗ sồi là gỗ sồi già các nhá. Kính đây, kính trên của nó đây các bác, kính trên thì em tháo ra mà chưa lắp vào, vận chuyển thì phải tháo ra các bác để tránh dễ
tránh vỡ các bạn. Quả lắc đây rất là đẹp, máy xuất sắc các bạn, máy như hàng tồn kho luôn các bạn, hoàn hảo. Chơi bính bo các bạn, phải chơi bính bo, bính bo các bạn, chơi 5 thanh côn, chơi với 3 thanh côn thép thôi nhá, chơi với 3 thanh côn thép, máy của Đức. Kích thước 80 x 36. À con này thì có hơi có một chút bẩn bẩn ở mặt thôi nhá. Bẩn này lau được. Khả năng là lau được không ạ? À, lau qua lau vượng đấy. Mã số 14 các bạn nhá. Con này ngày hôm nay giao lưu cho các bác một cái mức giá cực kỳ tốt các bạn ạ. Ba phẩy ba triệu. Giá quá là rẻ, thùng to này kích thước lên đến 80 các bác. Như một chiếc thùng dài các bác. Vâng, cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay muốn lên cho bác là một chiếc đồng hồ Verdes mặt số lỗi các bác nhá, thùng củ lạc, hai bên là hai chùm nho với những quả mắc ca, phía dưới là phía kính tráng thủy vàng. Đây tay nắm cửa đây các bác, tay nắm cửa rất là đẹp, kính mo cong, mặt số lỗi chrome chân cài, quả lắc chrome đây. Số máy này, máy như mạ vàng các bạn, máy như mạ vàng ốp áp này các bạn, chưa vết vần mờ, nguyên si các bạn, đẹp lép kem. Chơi củ côn chữ T với 8 thanh cột thép xanh, con này thì hoàn hảo như mới. Dựng lên test chuông các bạn, khả năng con này đánh được. Rất là hay các bác. Đấy. Bác. Một chiếc đồng hồ vừa đét đây các bác. Nó anh chuông thì phải ở ngân nga 55 nhân 45 các bác, 55 nhân 45. Mã số 15. Con này ngày hôm nay giao lưu cho bác một cái mức giá cực kỳ tốt, 8,1 triệu bác nhá. 8,1 triệu với con mặt số lỗi chrome như này. Thùng củ lạc đẹp, kính rào rồi tay nắm cửa nhá bác. Đấy, 8,1 triệu thôi bác, bình thường những cái sản phẩm này nó rơi vào khoảng 9,5 triệu bác. 9,5 rồi 8,5, ngày hôm nay sale xuống còn 8,1 triệu thôi các bác. Con nhanh tay các bác nhá. Các quan tâm đến sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ cho bên em. Và cuối video, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác.